Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha, Di động Phú Phúc. Xin nhắc lại số thời hàng bên mình, còn 356 có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì xin em vui làm cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn máy những máy mà trên triệu thì anh em vui làm cọc trong em Viettel. Nhắn họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua và mã số thẻ cào, mình sẽ ship hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền hàng lúc anh em nhận được máy nha. Anh em nào mà tin tưởng chịu khó thành á thì mình sẽ bao ship. Còn anh em cọc tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Rồi, mình xin giới thiệu máy trong clip hôm nay luôn. Con máy hôm nay sản phẩm là con Oppo Neo 7 nha nè. Siêu phẩm điện thoại ha, Oppo Neo 7. Con này màn hình 5 inch, RAM 216 nha, pin 2004. Máy thì thay vo mới cho anh em rồi. Máy thay vo mới nha. Kính đẹp, lưng đẹp. Còn bên nhau đó. Em này bị yếu anh em, nó đang sạc pin. Để tí nó sạc pin xong rồi nó, máy nó hết pin ha. Máy thì full chức năng nha, màn hình hiển thị đẹp. Thay vỏ mới cho anh em rồi. Con này để anh em giá của nó là 930.000 nha, 930k Neo 7. Ok nha anh em, một con duy nhất. Tiếp theo là một con Z5 Rim, Samsung Z5 Rim. Thay vỏ mới keng luôn, hôm nay thay vỏ mới keng, xe bèn luôn. Màn hình 5 inch, cũng RAM 216 luôn, pin 2004. Máy thì màn hình sáng đẹp nha. Chức năng đầy đủ nha anh em, xài ok hết ha, bỏ sim là xài thôi, hai sim Z5 Rim. Con này giá 1.1 triệu nha anh em, 1.1 triệu ha, máy đẹp keng luôn anh em. Tiếp theo là con Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi máy đẹp keng xà beng luôn. Redmi Note 3 máy full chức năng, Wi-Fi mạnh nha. RAM 332 nha anh em. Con này RAM 332. Màn hình 5.5 inch, pin 4000. Máy đẹp luôn. Con này để anh em giá của nó là 1350 kèm sạc dán kính nha. RAM 332. Một con Z320 riêng nguyên. Con cái là vỏ 6 nha. Vỏ 6 ha. Máy thì sườn xuất sắc. Z320 màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8 nha anh em, pin 2006. Kính đẹp keng nha, được cái kính đẹp ha. Phản quang thì có đốm nhẹ nhẹ xung quanh này, ở bên trong có máy đốm này, còn như là chức năng là ok. Z320 các sơ chức năng rồi, ok nha anh em. Kính đẹp, vỏ thì xuất sắc nha. Z320 đến em giá 750, con này giá 750k. Nếu càng thì hú nha. Một con hôm nay toàn là mấy con có thôi. Một con Z710 vỏ 6 nha, thì xấu như clip mình quay luôn, được cái kính keng, kính thì đẹp ha, vỏ không có keng ngoài đâu. Chức năng full Z710, con này màn hình 5.5 inch, RAM 216 nha. Đó, RAM 2GB thôi. Con này ra cũng lâu rồi, giờ chủ yếu anh em lưu web với lại xem Zalo, Halo nhẹ nhẹ. Đó, màn hình thì riêng nguyên nên là hiển thị rất là đẹp. Đó, pin 3003 nha, màn hình 5.5 inch. Con này ra đi cho anh em giá 1.1 triệu thôi, 1.1 triệu cho anh em, kèm sạc cài dán cái lực cho anh em luôn, chỉ 1.1 triệu.
Tiếp tục là con Ri 2 Prim. Ri 2 Prim và naming 2. Ra 1,5 bộ nhô 8 luôn anh em, pin 26 ha. Máy thì thay vỏ mới keng sạc beng rồi. Thay vỏ mới rồi. Kính đẹp, không có xước luôn. Đây, được lên anh em coi. Wi-Fi chức năng hoạt động ok tốt nha. R532 Ri2 Prim. Con này để anh em giá 690.000. 690k kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. Samsung A600 bản hàng. Máy màu gold, vỏ đẹp nha. Xước nhẹ thôi. Nguyên ring. RAM 332 nha anh em, màn hình 6, pin con này là 3000. Chức năng thì hoạt động ok hết. A600 máy nguyên riêng đẹp nha. Con này đến em giá 1750. Samsung Z737 bán hàng luôn. Máy đẹp 989 nha. Kèm xà bèn luôn. Con này màn hình 5.5 cũng RAM 332 luôn. Và pin con này 3300 nha. Và kính đại giá cực lực rồi, rất là đẹp, không có xuất sắc nha. Đó, Galaxy Y3 chức năng full. Em này để em giá của nó là 1750 nha. Pin yếu, thế mình sạc pin à. Đang hết pin nè. Sony M2 máy có. Sony M2. Đó, máy này thì vỏ xấu này, đó, vỏ có viền bị tróc hết này. Chủ yếu là để anh em về nghe gọi với lại xài Zalo nhẹ nhẹ thôi nha. Máy thì như clip mình quay nha. Vỏ không được đẹp, nói chung là vỏ của này là xấu, không được đẹp. Nhưng mà xài chức năng còn rất là ok. Màn thì có 1-2 đốm nhẹ. Đó, màn riêng nên xài cảm ứng rất là mượt nha. Rất là mượt. Sony. Con này rất là xài mình thấy nó ổn nè. Nhưng mà cấu hình nó thì thấp rồi, không có cao. Màn hình 4.8, RAM 1 bộ nhớ 8 nha, pin 2.3. Con này đến em giá 630.000. 630k bán giá màn hình. 6S. Con này kính keng sạc beng luôn. 6S quốc tế nha. Bao anh em reset trong 2 thoải mái, mật khẩu tài khoản không có gì hết nha. Vỏ sau thì có nhâm nhâm xước như clip mình quay. 16 inch, pin yếu nha. Con này pin có 70 máy thôi. À, 70 máy thôi, bán nhanh cho anh em luôn. Quốc tế, full vân tay vân chân, đầy đủ hết ha. Chức năng thì ok hết, không có lên tay gì hết ha, chức năng này quá ok rồi. Pin bảo trì 70 thôi. Con này để anh em giá 1,7 triệu thôi, 1,7 triệu ha. Chỉ 1,7 triệu, 6S. Samsung A10, nắp sau thay mới, màu xanh. Samsung A10. Máy nói chung là tình trạng là đẹp. RAM 232, màn hình 6.2. Pin con này 4.000 nha. À, pin 3.4 nha, sorry anh em. Pin 3.4. Kính thì đại giá cực lực rồi. Máy xài ổn nha. Màn ring. Chức năng thì hoạt động ổn định luôn, không vấn đề gì hết ha. A10 Samsung. Chức năng full. Đây. Con này để anh em giá của nó là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu ha, máy đẹp. Con Note 8, Samsung Note 8 bản hàng, một sim nha. Kính trước đẹp, lưng sau ok luôn nè. Để em coi lưng. Đó, màu xanh. Máy rất là đẹp nha. Bản hàng ra màn hình 6.3, RAM 664, pin 3.3 nha. Pin này là 3.3. Máy nói chung là tổng thể rất là đẹp. Màn góc dưới ám nhẹ. Đó, có sao nói vậy ha. Không dám nhẹ nha, không ảnh hưởng hết ha. Máy rất là đẹp. Chức năng thì hoạt động ok luôn, ám nhẹ không dưới đây. Còn nhiều hoạt động hết tốt hết ha. Note 8, màn sáng đẹp. Một sim nha anh em. Nhìn như thế này rất là đẹp nha.
nó 8 giá 4 triệu 2 nha anh em. Con này 42 ha. Kèm sạc cho anh em sạc nhanh luôn. Và Galaxy iPhone 5 SE. Máy đẹp, vẫn còn nha, 32GB. 5 SE 32GB, pin cao. Máy quốc tế, bỏ SIM là xài nha, vân tay đầy đủ hết ha, máy nguyên zin. Pin 80 trở lên nha. Đó, máy đẹp keng sao bằng như thế này. Đánh giá tầm 97 trở lên, không con nào dưới hết ha. 5 SE trắng bạc này. 5 SE đen xám này. 32GB full quốc tế. Giá 1950. 1950 nha anh em. Tiếp theo là con Samsung A50 lắp sao thay mới này. Con này RAM 464, màn hình 6.4, pin 4000. Máy thì lắp sao thay rồi, cực đẹp ha. Kính màn nguyên zin, đẹp keng sao băng luôn. Đó, máy rất là đẹp. A50 nha anh em. Việt Nam, 2 SIM. Máy xài chất lượng luôn. A50 để anh em giá con này 2 triệu 9 nha. 2 triệu 9 nha anh em. Máy rất là đẹp nha. Màu xanh. Oppo F1S bản nội địa nha. Ốp lưng luôn. RAM 4 nha anh em. Con này RAM 432 ha. Màn hình 5.5, pin 3075. Đó, kính thì đẹp keng luôn. Nói chung máy nguyên riêng đẹp. Màn sáng đẹp nha. Màn sáng đẹp. RAM 4 bộ nhớ 32. Chức năng hoạt động ok nha. À, wifi các kiểu. F1S. Ok nha anh em. F1S con này để anh em giá của nó 1550. 1550. Tiếp theo là một con iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus máy đẹp nha. Kính sau lưng sau này, keng sào beng này. 64GB full quốc tế nha. Bỏ SIM là xài. 8 nút. Kính trước có một vết xước nhẹ. Máy riêng áp nha anh em. Một xước nhẹ đây. Còn như là hoạt động ok hết ha. Full vân tay vân chân đầy đủ nha. Con này pin 84. À, máy nguyên zin 64GB. Giá của nó là 6 triệu 2 nha anh em. 6 triệu 2 nha. Kèm sạc giá ngược luôn. Oppo F5 màu đen. Máy nguyên zin. Bán nội địa nha, RAM 464. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Màn hình 6 inch, pin 3002. Máy rất là đẹp. Hoạt động ok luôn. Đó, chức năng chuẩn nha. F5, RAM 464. Con này để anh em giá của nó là 1 triệu 8 nha anh em. 1 triệu 8 nha. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Samsung A7. Samsung A7. Máy thì ngoại hình đánh giá đẹp tầm 95.6, lưng sâu à, có xuất sắc nhẹ này. Đó. Con này màn hình 6.7, RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Pin 4.5 ha. Cấu hình nói chung là quá là ok luôn. A750. Màn riêng nguyên riêng hết. Đó. Sáng đẹp. Chức năng là không phải chê rồi. Bỏ SIM là xài cho anh em, máy 2 SIM Việt Nam. Máy 2 SIM. A70. Nói chung là màn nguyên zin nên là rất là ok. Máy cực đẹp ha. Lưng sau xuất sắc như vậy thôi, do xài ép lưng. Do chủ trước xài cũng không có kỹ máy ha, cái lưng sau hơi xước. Còn nói chung là tổng thể đẹp. A70, con này để anh em giá của nó là 3.8 triệu nha. Kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. 3.8 triệu. Rồi, clip sáng nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà nha.